tên là bạn của Yến, cũng tên là Yến luôn, bạn của Chích chứ, tên là Yến luôn. À, đang chọc me. Chọc me cho nó rụng. Đang chọc me cho Yến kia ơi. Ở đây, không giờ không biết nghĩa ở đâu đây. Lấy mấy cái cây này nhớ hồi xưa hồi nhỏ đi học cứ lấy đá chọi lên cho nó rụng xuống. Đây, đây một quả đây. Ơi, bể tè le rồi. Rồi. Đây có mấy chùm to quá mà không 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 đủ cao, chiều cao hả? Rồi, rồi Yến chích okay. chích ra làm đi. Chích không được chọc. Đây này, đây sư thượng này cao hơn này. Rồi. Đó mấy cái chùm gần. Quá từ trong gần. Đó mấy chùm nhiều trái quá mà. Me này me dốt luôn đó nha, me mà nó đang bắt đầu bột ra ấy. Vậy hả? Ừ. Lâu rồi mình chưa ăn cái me này. Me này không phải dễ có được nha, me dốt đó. Cho nhà đi làm để mình lấy tiền. Thấy không? Có bữa hả nó kín hết luôn. Có người đi chơi và có người ở nhà làm. Thấy mấy cái me trên nhưng mà xa quá. Ồ, trên nó nhiều mà quá. Muốn zoom vô hả? Zoom, thì nói xuống zoom. Zoom là zoom ra chứ không phải. Đây, đây. Đây nó kín. Cái này là hồi xưa nhà em cũng có cây là cứ trèo lên nhưng mà không biết học kiểu này đâu. Xanh. Hôm bữa mình hái được mấy quả dốt đó ha.